Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Buổi trưa ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập tiếp theo, tập 4 của bộ truyện Bình Yên Ngược Lối được viết bởi tác giả Hàn Lâm. Ngày hôm nay quả thực là có rất là nhiều tình tiết buồn mà Tâm An bắt buộc phải gửi tới cho quý vị. Chúng ta phải đối mặt với sự thật. Đó chính là cô gái Phi Phi của chúng ta cứ tưởng rằng đã quên đi quá khứ, và quay trở về Việt Nam làm lại cuộc đời Nhưng mà không quý vị ạ à. Cái anh chàng tên Thành kia Vẫn đeo bám lấy cô Và muốn cô quay trở về làm vợ của hắn Chúng ta sẽ cùng xem liệu rằng lúc này Anh chàng tên đoàn phải làm như thế nào Để giữ chân được Phi Phi Và giúp cô quên đi quá khứ Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý Theo dõi những tình tiết Mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay bây giờ Và quý vị khán thính giả thân mến Sau khi lắng nghe xong chuyện quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và bấm vào chuông đăng ký để có thể nhận thông báo sớm nhất từ kênh đọc truyện Bụi Phố. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và không để cho quý vị phải chờ đợi quá lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 4 của bộ truyện Bình Yên Ngược Lối, tác giả Hàn Lâm qua giọng đọc của Tâm An. Còn một tuần nữa thôi, Cảnh Phi sẽ trở về nơi này, nên trong nhà kẻ Giang người vào, tất bật dọn dẹp trang trí lại căn phòng và chuẩn bị thêm một phòng riêng, vì nghe đâu cô chủ sẽ đưa bạn về chơi, chỉ là không biết là nam hay nữ mà thôi. Đoàn cứ tối muộn khi về là lao vào phòng của Cảnh Phi, trang trí thêm vài thứ mà anh tự tay làm. Từ lúc nhậm chức giám đốc thì mọi người làm trong nhà cũng thay đổi, cách xưng hô với anh từ đoàn thì bây giờ lại thêm một chữ cậu nhiều năm đã trôi qua như vậy có mấy hôm chiêu lâm còn đến nhà ông hoàng chơi cùng trò chuyện với chú định và bà vũ hồng rất tự nhiên trong nhà ai cũng có tình cảm với cô trong lúc đang trang trí lại căn phòng cho cô thì ông hoàng bước vào đi lại đầu giường ngồi xuống cất giọng nói ta cũng như con vậy đợi chờ con bé về cũng lâu mong rằng lần này nó chịu ở yên bên cạnh chúng ta nhìn thấy con tự tay làm mọi thứ cho nó dù bản thân con đang rất bận rộn nhưng mà tối nào cũng thức khuya vì làm ba cái thứ này dạ chuyện này đáng làm mà thưa ông ta nhìn cũng đủ biết tình cảm của con dành cho nó như thế nào tay anh khựng lại ánh mắt có hơi dao động nhưng miệng vẫn thốt ra mấy lời như trách nhiệm của bản thân cô chủ thích gì con cũng có thể hiểu rõ nên muốn tự tay làm cho cô thôi ạ à? dù con bé nói gì nhưng ta vẫn quyết định đợi nó về rồi cho hai đứa gần nhau hơn để còn tính đến chuyện cưới xin chứ nhưng thưa ông con đã từ chối việc gán ghép này rồi con nghĩ chuyện gì cứ để cho nó tự nhiên và còn quyết định của cô quyết định của cô ấy luôn luôn quan trọng thế là chỉ cần con bé đồng ý thôi là được chứ gì dễ mà ta có cách giúp con đoàn khó xử nhìn ông anh chưa kịp nói gì thì ông hoàng đứng dậy đi ra cửa Tiếp tục xoay lưng Nói với đoàn một điều Ta rất thích con Chàng rể tương lai Nói xong ông đi sau ra cánh cửa Anh ngồi trầm tư một hồi suy ngẫm Nhưng rồi lại tiếp tục Quay lại công việc sang sở của mình Tình cảm của tôi dành cho cô chủ là như thế nào Tôi chỉ mong cô ấy mãi được hạnh phúc Và không màng đến chuyện trong quá khứ nữa thôi Dù có phải làm gì Tôi cũng sẵn sàng Ngày cảnh phi về nước cũng đến Lúc này đoàn đang trên công ty Nghe tin chiều nay cô chủ đáp chuyến bay sớm nhất Có khả năng về đúng 6 giờ chiều Vì lịch làm việc của anh rất bận Nên anh không thể tự mình ra sân bay đón cô Anh đành ở nhà Và tạm gác công việc qua một bên Trong căn biệt thự lúc này còn có cả Phương Hà và Minh Khôi Đang ngồi tán gẫu cùng đoàn Em nghi là người cảnh phi đem về Là một chàng trai Cái anh chàng mà hay chụp hình chung với nó mình khôi ngắt câu đưa người đó về đây làm gì nghe đâu cũng là công tử nhà giàu thế có nhà thì phải về nhà của tên đấy chứ đoàn trầm tư không nói gì chỉ ngồi lắng nghe hai người kế bên đoán mò về người được cảnh phi đưa về bản thân anh cũng đoán được phần nào người con trai đấy anh đành đánh làng đi chuyện khác anh đành đánh chống làng đi một chuyện khác Sắp tới đây quán cà phê của anh sẽ khai trương vào thứ hai tuần tới. Lúc đó tranh thủ chút thời gian, ghé qua chơi nhé. Phương Hà háo hức lắm. Ô thế ạ, à? nghe nói xây dựng cũng gần nửa năm, mà bây giờ mới hoàn thành sao anh? Chúc mừng anh. Mình khôi cất giọng trầm ổn. Thời gian thế nào? Nhớ báo sau nhé ông anh, để tôi còn sắp xếp. Vừa nói đến đây thì bên ngoài cổng, nghe thấy tiếng xe hơi, mọi người trong nhà và cả người làm đều chạy ra, không khí lúc này náo nhiệt lắm kẻ chạy ra người chạy vào đoàn khôi và hà cũng chạy ra ngoài cổng vừa nhìn thấy bóng xe lúc này mọi người mới đứng ra hàng ngang đến khi người trên xe bước xuống tất nhiên không phải ai khác chính là cảnh phi đã trở về kế bên cô còn có thêm một chàng trai lúc này ông hoàng mới đi ra từ đám đông đi lại vỗ vai cô ông nở một nụ cười hiền hậu chào đón đứa con gái xa nhà hoàng du cũng đứng sau một bên cuối đầu chào hỏi. con chào bác Hoàng, con chào mọi người. Phương Hà và Vũ Hồng bước lại, nắm tay Cảnh Phi, họ dìu dắt nhau vào nhà, nói cười xôm xà. những câu hỏi han không thiếu, chỉ có mỗi đoàn là đứng sau, anh âm thầm nhìn cô rất lâu, phải đến khi Minh Khôi đứng kế bên, đầy tay một cái, nói với anh, anh mới bừng tỉnh vào trong nhà. khi mọi người quay quần trong bữa tiệc thịnh soạn được bày biện trong nhà. Ông Hoàng lúc này còn cố tình bảo đoàn Ngồi kế bên ông ở phía tay phải Còn cảnh phi thì yên vị Ở bên tay trái của ông Kế bên cô là Hoàng Du Chú Định và Vũ Hồng Được ngồi đối diện với ông Hoàng Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện nhộn nhịp Hỏi han những câu bình dị nhất Vũ Hồng đứng lên đi lại chỗ của cảnh phi Nhẹ nhàng cắt từng miếng thịt trên dĩa của cô Do thêm cho cô một ít nước Lâu lắm rồi mới được chăm sóc cho con Từ bây giờ Ta muốn đền bù cho con nhiều hơn Kìa Vũ, con lớn rồi mà Giờ con có thể tự nấu một bữa ăn Cho Vũ thưởng thức đấy Phương Hà nghe xong liền xen ngay Thế á, tiểu thư cành vàng lá ngọc như mà cảnh phi Mà hôm nay phải nấu Cùng với bọn tôi Thế á, tiểu thư cảnh phi Hôm nào cô dành Cùng nấu cho bọn tôi ăn đi Để xem trình nấu ăn của cô Đạt đến ngưỡng lấy chồng được chưa Lời nói vừa dứt thì Hoàng Du cũng cười thêm vài câu sau đó, khiến cho ai cũng có chút bất ngờ. Cảnh Phi nấu ăn cho tôi, rất là ngon, khẩu vị của tôi không nên tệ, nên đoán chắc tiểu thư của chúng ta có thể lấy chồng được rồi. Hoàng Du nhìn Cảnh Phi đắm đuối, cả hai cùng nhìn nhau, còn đoàn chỉ biết cúi xuống mà ăn từng miếng thịt. Lâu lâu anh ngước lên nhìn cô, nhưng rồi chỉ là lén nhìn, tuyệt nhiên không nói gì. Đến khi Cảnh Phi báo một tin như xét đánh trong tim anh, Bà, nãy giờ mọi người cũng hỏi han con rất nhiều Nên bây giờ con muốn giới thiệu ba với mọi người Hoàng Du là bạn trai của con Cảm xúc của đoàn bây giờ là gì nhỉ? Một chút mất mát trong lòng Anh hướng ánh nhìn về phía đối diện cô Nhưng cô lại đang bận bịu Nhìn một người khác Chỉ có ông Hoàng và chú định mới hay để ý Đến sắc mặt của đoàn Bản thân cố gắng kìm nén lại cảm xúc bên ngoài Cố gắng thản nhiên như không có chuyện gì Tiếp tục ăn uống không khí bây giờ bỗng có gì đó kỳ lạ. Rồi đến khi buổi tiệc ăn uống kết thúc, đoàn nghiêng đầu nhìn sang nói với ông Hoàng. Trên công ty đang còn một chút việc, con lên phòng xử lý tiếp. Ừ, suốt trên công ty con bận rồi, giờ lên phòng làm nốt việc, rồi nghỉ ngơi sớm đi con. Dạ vâng. Đoàn này. Chú định nghe như vậy, định đi theo xương lưng đoàn. Lúc anh lên cầu thang, thì chú nói với cậu. Ta biết trong lòng con đang như thế nào Nhưng mà con nhìn thấy rồi đấy Con và cô chủ là không thể nào Dù nếu hôm nay cô ấy không đưa cậu kia về Thì ta cũng nói chuyện riêng với con Con từ bỏ đi Chủ định này Con biết thân phận của con nằm ở đâu Và con cũng chưa từng nghĩ đến cô chủ Con chỉ là một tên người làm Có thân phận thấp kém Làm sao dám mơ mà trèo cao chứ Ông cứ yên tâm Con biết con nên đứng ở đâu Nói xong đoàn quay lưng, mở cửa bước vào phòng, khóa chốt lại. Anh mới yên tâm, dồn hết những gì mình kìm nén lúc này, xả vào bồn tắm. Anh nằm trong đó thật lâu, trong thâm tâm chỉ nhớ mỗi nụ cười tươi ban nãy của cô, nhưng là cười với người khác, chứ không phải là cười với anh. Trái tim anh nhói lên khi nghĩ đến hai từ bạn trai mà chính cô chủ đã thốt ra. Tự nhấn chìm mình xuống bồn nước, rồi một lúc sau đó, anh từ phòng tắm bước ra ngồi yên vị trên bàn làm việc. Lúc này Cảnh Phi cũng đưa Hoàng Du lên phòng, đã được dọn dẹp sẵn. Lúc vào đến phòng thì Hoàng Du lại ôm chầm lấy Cảnh Phi, giọng của anh thủ thỉ vào tai của cô. Này người yêu, tôi ôm từ phía sau như vậy, có được không? Cảnh Phi không giật mình, chỉ nhẹ nhàng giơ chân lên rồi đập mạnh vào bàn chân của anh. Sắc mặt của anh tím tái vì cú đập dập mạnh từ cô, bàn cho, vì cái tội dám hành động dại dột trước mặt mọi người cậu có thể làm như vậy nhưng chỉ tôi mà cậu dám làm như vậy sao cậu muốn chết à thì tôi đang thực tập thôi mà ít nhất là làm vậy chúng ta không bị người trước nói là chúng ta đang giả vờ thế có cần tập hôn không tên hoàng du vừa nghe đến vụ tập hôn liền nhảy dựng lên như chưa có chuyện gì lại bắt đầu tính vồ lấy tôi thêm một lần nữa nhưng tôi kịp né tránh Rồi chạy ngay đến cửa nói lớn Thế thì cậu tập hôn với gấu bông đi Lêu lêu Tôi cười phá lên rồi nhanh chóng Đóng cửa dùm Hoàng Du Đi về phòng bỏ mặc cái tên háo sắc đó Đang đứng chừng mắt nhìn tôi Lúc bước vào phòng của mình Tôi rất ngỡ ngàng Nhìn xung quanh nó khác biệt Tất cả thật là đẹp và sang trọng Đúng kiểu tôi thích Chỉ có bà tôi mới biết tôi thích cái này Cảm ơn ba đã thay đổi căn phòng công chúa thành một căn phòng sang trọng hơn cho tôi. Tôi nhìn ngó xung quanh rồi quyết định đi tắm cho sạch sẽ. Nằm ngâm mình trong bồn tắm, tôi thoáng chợt nghĩ đến đoàn. Tôi muốn biết tình cảm của anh là như thế nào. Nếu không là tình yêu thì vợ kịch này tôi sẽ dùng nó đến khi nào thoát khỏi lời đề nghị của ba. Nhưng mà tôi vẫn mong, vẫn mong còn có một cơ hội mong manh cho chúng tôi. Tôi thơm thò rồi đi ngủ thôi tôi đứng dậy thay một bộ đồ ngủ leo lên giường nằm đến nửa đêm vì còn chưa quen giấc nên tôi chợt tỉnh dậy ngó nghiêng một hồi rồi cũng tự nói với bản thân mình mình phải uống một tí rượu may ra mới ngủ được nói xong cảnh phi đem cơ thể uể oải leo xuống giường rồi đi xuống mở cửa cả phòng khách chỉ le lói ánh đèn phát ra từ nhà bếp cô đi chậm rãi mà còn phải mò đường để đến phòng bếp một bước nữa là bước xuống cầu thang, nhưng chưa kịp bước xuống thì một bóng dáng to lớn đi từ phòng bếp ra, làm cho cô suýt nữa ngã nhào. May mà cánh tay vững chắc ấy đã đưa ra nắm chặt lấy bàn tay của cô. "Anh anh Đoàn." Cả hai ánh mắt chạm nhau, một rồi hai rồi ba giây, cảnh phim mới chịu đẩy anh ra, nói giọng lắp bắp. "Anh làm gì ở đây thế? Đúng là muốn dọa chết người mà." "Tôi đi pha cà phê thôi." Mà sao giờ này cô chủ không ngủ đi Còn xuống đây làm gì Hay cô đói bụng à Hay là không quen giấc Tôi... tôi không quen giấc Tôi tính tìm một ly rượu Uống cho dễ ngủ Để tôi lấy cho cô Nó nằm ở đây này Anh lấy thêm một cái ly Sau đó rót cho cô Uống nhiều đây Là ngủ ngon được rồi Cảnh Phi nhìn đoàn Sau đó cầm lấy ly rượu mà anh đưa cho Nhẹ nhàng đưa lên miệng uống một ngầm Rồi quay sang nhìn anh và hỏi Thế tại sao anh chưa ngủ Lại còn pha thêm một ly cà phê đen thế kia Anh tính thức cả đêm mà Có thể vì vậy Bởi vì tôi chưa làm xong việc Cô chủ lên phòng Cầm theo rồi uống nhé Chắc tầm khoảng 2 ly Cô có thể ngủ được rồi Thì tôi biết rồi Anh lo xong việc rồi đi ngủ sớm nhé Chưa thức cả đêm Không tốt cho sức khỏe đâu Cô vừa dứt câu thì cũng bước từng bước lên cầu thang Chưa kịp đi được ba bước thì đằng sau đoàn nói một câu khiến cho cô xoay đầu nhìn lại. Cô thấy căn phòng thế nào? Đúng ý của cô chủ chứ? Là là anh làm sao? Không, là ông chủ biết cô thích như vậy nên làm. Tôi chỉ muốn hỏi cô, cô có ưng không? Ưng ừ chứ, anh thấy công việc không quan trọng, mau đi ngủ đi. Bà tôi rất cần anh, thế nên anh phải giữ gìn sức khỏe. Nói xong cô đi khuất vào màn đen chỉ để lại bóng hình lẻ loi đang âm thầm vui mừng vì câu nói ưng của cô anh cũng quyết định đổ đi ly cà phê trên tay rửa sạch sẽ rồi tắt đèn đi lên phòng đến khi anh bước lên thì nhìn thấy cô đang đứng ở đó cô nhìn anh một hồi sau đó bỏ vào phòng anh mắt ráo rác xung quanh tự mình nói với mình trong căn phòng mà đoàn đã tự tay trang trí vậy là do anh làm sao anh cũng hiểu tôi quá nhỉ nhưng anh cần gì phải làm như vậy tôi thật khó hiểu về anh buổi sáng ngày hôm sau đoàn đã đi làm từ sớm chỉ còn ông hoàng ăn sáng cùng cảnh phi và hoàng du hoàng du này cậu là con trai của ông võ sao dạ thưa bác công ty bà con tuy không lớn mạnh như công ty nhà mình nhưng có chỗ đứng nhất định trong thương trường ta không quan trọng việc gia đình cậu như thế nào nhưng nếu con gái của ta chọn cậu thì chắc chắn cậu phải có điều gì đó làm cho ta chấp nhận chứ Ngoài nhiều tiền ra thì con chưa được thử sức Để vào công ty làm việc Nhưng ở đây chơi một tuần Con sẽ chính thức vào công ty ba làm Lúc đó con thể hiện được khả năng của mình cho bác xem Thế còn gì khác không? Con còn có thể chăm sóc Cho cảnh phi cả đời Thế cậu biết tại sao Dĩa cá kia Lại được lấy xương sạch sẽ không? Dạ chắc vì làm vậy Cho dễ ăn ạ à? Vì con bé cảnh phi nhà tôi Từ bé hay bị mắc xương cá nên đến khi lớn thì người làm trong nhà vẫn luôn giữ thói quen này, tránh trường hợp không tốt cho con bé. Hoàng Du cúi đầu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của ông Hoàng, anh chỉ dạ vâng một tiếng, một lúc sau không khí bữa ăn trở nên nhẹ nhàng hơn. Đến trưa thì cả hai có hẹn với Phương Hà tại một quán cà phê lớn nằm giữa lòng thành phố Tấp Nập. Cả bốn người chọn vị trí gần cửa sổ ở trên cao để dễ dàng nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Lúc này nhân viên phục vụ bưng lên một ly nước. Cảnh Phi tự lấy cho mình ly ép táo, còn Phương Hà có chút cười thầm. "Này, vẫn trung thành với đồ uống cũ à? Thật sự thì không biết uống gì ngoài nước ép táo ra, chưa có món nước nào làm cho tôi thay đổi được vị ngon của nó." Minh khôi thay đổi câu chuyện bằng một câu hỏi. "Hai người quen nhau lâu chưa, hay chỉ mới gần đây? Mà sao trước giờ tôi và Hà không nghe Cảnh Phi nhắc đến chuyện có bạn trai nhỉ?" hoàng du vội vàng kề sát người cảnh phi tay vòng qua eo cô ấy giọng nói vô cùng âu yếm chúng tôi chỉ mới nảy sinh tình cảm gần đây nhưng quen biết ý, thì cũng được bốn năm rồi thế còn hai ông bà đây là mối quan hệ gì chúng tôi á chỉ là mối quan hệ bạn bè minh khôi lúc này cũng kiêu ngạo lắm chứ còn gì nữa bà có cần phải kéo dài từ bạn bè ra vậy không nghe thật là khó chịu tại sao ông lại cảm thấy khó chịu khi tôi nói hai từ bạn bè hay là Hay hay cái gì Bà lo mà uống đi Đá nó tan thành nước rồi kia kìa Phương Hà tay bưng ly trà đào hút một ngậm lớn Sau đó đáp lại anh chàng Này Cậu không cần phải chuyển nhanh chủ đề như vậy Anh chàng hot boy ạ. À? Cảnh Phi cảm thấy rất nhức đầu Với hai vị trước mặt Cô chậm rãi lên tiếng Thôi thôi Hai người uống đi Đến đây rồi mà còn tranh cãi như chó với mèo Oan ra như thế này Có khi thành một cặp ấy Chắc là em xui rồi. Này nhá, ngày mai tôi có một cuộc hẹn đi xem mắt, nghe bảo là con của một ông lớn nào đấy, vừa đẹp trai vừa phong độ, lại là CEO bên Mỹ. Dịp này anh ta về đây để tìm vợ đấy. Thế có hình không, cho xem mặt với, để xem hai người có thành phu thê hay không. Phương Hà làm ra vẻ mừng rỡ, lật đật lấy chiếc điện thoại ra bấm vào thư hộp để tìm kiếm ảnh. Một hồi lâu sau cũng tìm ra được ảnh của một anh chàng khá điển trai. Rồi cô nhanh chóng đưa điện thoại cho Cảnh Phi xem. Nói trong sự vui sướng. Ảnh đây, trông thế nào? Mà, bà biết xem bói à? Hoàng Du ngồi kế bên mới không nhịn được cười, mà trêu chọc. Bà ấy xem mấy cái phiến phiến trên mạng ấy, rồi đem ra thực tập cho cả lớp binh pháp, mà đa số toàn chật lất, làm cả lớp một phen tin sái cổ. Đang ra vẻ vui mừng vì câu nói Vừa chọc quê cảnh phi Thì bị cô cho ăn một cú đạp chân đi vào huyền thoại Từ đó anh chàng kia chỉ dám thủ thì cười Mà không dám hé lấy nửa lời Quay lại câu chuyện chính là xem bói cho cô bạn thân Cảnh phi trầm tư nhìn vào tướng mạo người này Và phán một câu Theo như tôi thấy anh ta là một người thành công Rất là cố định Cố định ở đây là cả trong công việc và tình yêu Nên bà cứ yên tâm mà đi xem mắt vừa dứt cầu cô hướng ánh mắt về phía của Minh Khôi thấy sắc mặt cậu ta có chút không vui nhưng mà cậu ấy lại chọn cách im lặng không xen vào vụ việc này cô còn nói thêm một câu để tạo sự phân vân cho Phương Hà nếu cảm thấy không thích ý, bà có thể tìm kiếm xung quanh mình có một người đang mong chờ điều gì đấy ý của bà là gì thôi thôi tôi, tôi quyết định rồi tôi đi xem mắt nếu như đúng lời bà nói thì tốt còn nếu không ấy thì sau này là bạn tốt của nhau Vừa dứt câu thì từ sau, gần cách bàn bài bước chân, có một giọng nói ngọt ngào vang lên, tiếng lộc cộc đi từ từ lại phía bàn của bọn họ. Trong từ xa tôi thấy rất quen, hóa ra là người quen thật. Mình khôi lúc này mới quay đầu qua hướng phát ra giọng nói, anh ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Ơ, chị, chị và anh đoàn đi đâu đấy? Đừng bảo với em là chị từ bỏ nghề người mẫu để đi làm thư ký cho anh ấy đấy. Triều Lâm cười ngượng ngùng gật đầu đáp lại lời của Minh Khôi, chị ta cất giọng từ tốn. "Chị cũng phải đi tuyển mới vào được chứ, chứ đâu phải tự nhiên mà được nhận chức thư ký bên cạnh giám đốc đây." Đoàn lúc này chỉ hướng mắt nhìn về phía Cảnh Phi, cất giọng trầm khàn. "Chúng tôi ngồi chung được chứ?" Vừa nói xong có hai nhân viên phục vụ chạy ra, tay của họ khiêng thêm hai chiếc ghế, rồi sắp xếp lại bàn cho đàng hoàng, sau đó cất giọng hỏi Đoàn. Ông chủ với cô Lâm đây uống gì? Mọi người ngạc nhiên trước cách xưng hô của nhân viên khi nói chuyện với đoàn. Đoàn và Chiêu Lâm ngồi xuống, sau đó anh cũng cất giọng nói với nhân viên. Một ly nước ép táo. Còn cô? Một ly bạc xỉu đi. Mà hôm nay anh không uống bạc xỉu à? Tại sao lại thay đổi thành một ly nước ép táo? Bình thường đâu thấy anh uống đâu. Lâu lâu vậy thay đổi hương vị. À, nhớ cho thêm bánh ngọt mỗi loại lên đây. Nhân viên phục vụ dạ một tiếng rồi rời đi Lúc này Phương Hà mới nhanh trí hỏi Tại sao mọi người gọi anh là ông chủ Không lẽ Quán này là do một ông lớn chuyển nhượng lại cho anh Lúc khai trương là hai người bận thi cuối năm Nên không đến được Tiếc thật đấy Với lại anh cũng chả thấy đăng gì lên facebook Nên bọn em không biết Tính ra bọn em hay đến quán này uống lắm Mà lại không biết anh làm ông chủ ở đây Nếu biết trước ấy Chắc là được giảm giá rồi mình khôi cũng tiếp lời chắc chắn là được ông chủ đây cho phiếu giảm giá rồi nào cảnh phi nhớ gọi nhiều nhiều vào một chút tôi nghĩ rằng bà được uống miễn phí ở đây đấy mình khôi vừa dứt câu thì đoàn lại nói thêm một câu chắc nịch đúng vậy cô chủ luôn được ưu tiên anh chỉ vừa nói ra câu đấy thì cả chiêu lâm và hoàng du đều phải đưa mắt nhìn về phía anh cảnh phi dùng tay xoay xoay chiếc muỗng trong ly cô cất lời nhàn nhạt, nhạt. Hẹn gì có thấy nước ép táo ở đây Có vị gì đó rất quen Có chăng ấy, của quán không để tôi Vào đánh giá chất lượng cho quán nào Chiều lầm vội vàng thay đoàn trả lời Cô còn nhiệt tình mở trang của quán lên Đưa cho bọn tôi xem Bình thường đoàn không tự tay Bi cho quán Mà thay vào đó tôi quản lý ở đây Tuần tới là khai trương thêm một quán cà phê lớn Đối diện với công ty của anh ấy luôn Mà anh đoàn Gọi em một tiếng cô chủ Vậy em là con gái của ông Hoàng Chủ tịch bên chị à Cảnh Phi mỉm cười gật đầu vui vẻ nói với Chiêu Lâm Dạ vâng em là Cảnh Phi Còn chị ý Chị là Chiêu Lâm Chị là chị họ của Minh Khôi Và là thư ký xinh đẹp của đoàn Vừa mới dứt lời Hoàng Du lại thêm vào một câu Tấm tắc khen Chiêu Lâm Đúng là chồng chị rất xinh đẹp Rất hợp với anh đoàn đây Có phải không Cảnh Phi Cảnh Phi đưa ánh mắt liếc nhìn tiên kế bên Cô cất giọng trêu ghẹo. À thì ra Hoàng Du Cũng biết ngắm mấy cô xinh đẹp Khen thì khen thế thôi Chứ trong mắt của tôi Cảnh Phi là cô gái đẹp nhất Cảnh Phi nhèo đôi mắt ra hiệu cho anh chàng Tiết chế lại hành động của bản thân Nhưng mà Hoàng Du vẫn cố tình Nói ngụ ý để cho ai đó hiểu Chúng ta ra mắt với bác trai rồi cơ mà Bây giờ nên thể hiện tình cảm bên ngoài một chút Như thế người khác nhìn vào Cũng đủ hiểu Chúng ta là một đôi Triều Lâm lúc này cũng tiếp thêm lời. Trong hai người rất xứng đôi. Thế cô Cảnh Phi, khi nào vào công ty làm việc? Dạ, em sẽ vào sớm thôi. Cô chủ chỉ mới về nước. Cứ thông thoáng chơi cho đã. Khi nào muốn đi làm, tôi sắp xếp cho cô. Nghe đoàn nói như vậy, Cảnh Phi ẩm ừ cho qua. Một lúc sau nhân viên phục vụ cũng đem nước và bánh ngọt lên. Lúc phần chia từng vị, Hoàng Du có chọn cho Cảnh Phi một loại vị dâu, nhưng lại bị đoàn ngăn lại. Cô chủ làm gì thích vị dâu chứ? Không phải là cô ấy thích cha sao? Đoàn đưa đĩa bánh cha lại gần cô nhưng lần này cô từ chối. Cũng lâu rồi nên sở thích của tôi có phần thay đổi. Tôi thích dâu hơn. Cô vội vàng đẩy đĩa bánh matcha qua cho Hà rồi ăn một muỗng bánh dâu nhỏ cảm nhận không đến nỗi tệ nên ăn thêm một vài muỗng và tỏ ra vô cùng yêu thích món bánh này. Cô nói với Hoàng Du Bánh dâu ngon quá Đoàn hơi khựng lại Nhưng tỏ ra thản nhiên Anh đưa ly nước ép táo lên Hút một ngậm rồi lại tự cười thầm trong lòng Chợt nhìn xem đồng hồ đến giờ làm Anh quay sang nói với mọi người Thôi Mọi người ngồi chơi nhé Tới giờ rồi mình đi thôi Chào tất cả mọi người Trước lúc rời đi anh không quên đi đến chỗ của cảnh phi Lúc này cô đang nhìn anh Anh nói một câu quen thuộc Cô chủ Tôi đi trước đây Cảnh Phi chỉ gật đầu không nói gì Ánh mắt cô chợt có chút gì đó lưu luyến Không rời hình bóng người con trai kia Nhưng rồi tầm khoảng 2-3 phút sau Khi anh đi rồi Cô lại trở lại trạng thái bình thường Những biểu hiện này đập vào mắt của Hoàng Du Anh dấy lên một sự nghi ngờ Về cô và về chàng trai khi nãy Đến khi tính tiền nhân viên thông báo Bàn chúng tôi được thanh toán Cũng chẳng có gì khó hiểu Bởi vì ai cũng biết Đó chính là đoàn trả cho chúng tôi nhưng chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra cho đến khi tôi bất chợt thấy một hình bóng mà trong quá khứ của tôi đã bị ám ảnh chỉ là thoáng qua tôi chợt thấy ông ta vừa bước tới xuống một chiếc xe hơi sang trọng dù ở rất xa và chỉ nhìn thấy bóng lưng thôi nhưng tôi có thể đoán được người đó là ai tôi đứng bất động đưa mắt nhìn về hướng đó thật lâu con hà đi cùng tôi ở sau thấy cảnh này nó nhanh chóng nắm chặt tay tôi gọi tên tôi rất nhiều lần và phải mất vài phút sau tôi mới có thể hoàn hồn trở lại tôi bình tĩnh nói với con hà tạo về về nhà sớm nghỉ ngơi thôi cảnh phi mày bị làm sao thế tôi đi về nhà thà mình nằm dài trên chiếc giường và nhớ lại những ký ức đau thương ngày nào đang còn hiện hữu rất rõ trong tâm trí của tôi chị dung và đứa bé bây giờ đang sống ở một cuộc sống khác bên pháp nếu như muốn bắt hắn chỉ có thể dùng đứa bé này thôi nhưng tôi vẫn rất hoảng loạn khi phải đối diện với tên ác ma đó càng nghĩ tôi càng sợ tôi lại muốn dừng chuyện này và không muốn truy cứu tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường không muốn làm tổn thương ai càng không muốn tổn thương anh ấy chẳng ai có thể chấp nhận được một cô gái đầy vết nhơ giống như tôi cố gắng ngủ thiếp đi vì phải suy nghĩ quá nhiều thứ đến khi tỉnh dậy đã là 6 giờ tối Cô cố gắng gượng dậy đi vào nhà tắm Và ngâm mình vào trong bồn nước ấm Để trôi những muộn phiền Một lúc sau khi tắm xong Cô đứng trước gương Ngắm nhìn bản thân mình Rồi quyết định đi ra ngoài Chọn một chiếc váy màu tím Trông thật dịu dàng Nhìn bản thân lúc này trông khá ổn Cô quyết định đi xuống dưới nhà Vừa bước xuống cảm nhận được không khí yên tĩnh Của căn biệt thự Cô để lại căn bếp ngó nhìn vào Thấy Vũ Hồng đang loay hoay nấu lại đồ ăn. Vũ vừa nhìn thấy cô, liền lên tiếng. Con đói chưa? Ăn trước à? Hôm nay ông chủ và cậu đoàn về trễ, nên con cứ ăn trước, không cần phải đói. Sao lại về trễ à Vũ? Công ty có nhiều việc à? Ừ, dạo gần đây công ty có nhiều hợp đồng lớn, nên bận việc lắm. Có khi qua đêm, cả ông chủ với cậu đoàn mới về. Tí nữa ba Hoàng với anh đoàn về, thì Vũ cứ hâm lại đồ ăn cho họ nhé. Vũ Hồng nghe xong chố mắt nói. Được không đấy cô nương, Hâm đồ ăn lại có khét cháy nổi, đồ ăn của tôi. Con còn biết nấu ăn mà, Hâm đồ ăn chỉ là chuyện nhỏ. Con tính sẽ bắt tay vào làm đồ ăn trắng miệng, ngon ngon cho ba hoàng ăn. Vũ Hồng ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn đi ra chỗ khác, nhường lại căn bếp vàng cho tôi trổ tài, thể hiện bản thân với ba hoàng và cả người đó. Tôi tự hỏi, Hoàng Du còn trên phòng, chắc giờ đây cậu ta đang bận gì đó nên chưa xuống. Vừa mới nghĩ đến cậu ta thì từ đằng sau một giọng nói vang lên. "Đang làm cái gì thế?" Tôi quay đầu ra đằng sau, nhìn thấy Hoàng Du đứng đó, dựa người vào góc tường, chăm chú nhìn tôi. "Có rảnh không?" Nhìn tôi là biết rảnh rồi, "Mà bà đang làm gì đấy?" "Làm bánh khoai mỡ, có bắt một nồi nước sôi cho tôi đi." "Ừ, xong rồi, làm gì nữa không?" "Chờ một chút, để tôi xem lại hướng dẫn." Tôi cầm chiếc điện thoại vừa lấy ra từ trong túi, đặt nó lên kệ bếp vừa xem vừa đọc. Ừm, bột năng này, bột bắp, đường, sữa đặc, rồi rồi, ok rồi đấy. Bây giờ bỏ khoai mỡ vào, chờ tầm 20 phút là xong. Miệng thì đọc tay thì cầm dao cắt khoai mỡ chẻ làm đôi, sau đó tôi cho vào nồi, chờ đợi trong giây lát. Thì là 20 phút trôi qua, và giờ đây lấy ra tán nhuyễn, đến công đoạn trộn tất cả lại với nhau, thì cả hai cùng ngồi lên bàn nhào nặn thành rất nhiều hình thù xấu xí. Thấy Hoàng Du đang lấy một lượng khoai lớn, đang nhào nhào cái gì đó, tôi liền cằn nhằn. Cậu nhào cục nhỏ thôi, lấy một lượng lớn thế kia, làm sao mà đủ được? Tôi đang nhào cái đầu người đây này. Tôi ngó nghiêng nhìn nhìn, sau đó cũng kệ, cậu ấy muốn nhào nạn cái gì cũng kệ. Khoảng tầm 30 phút sau, thì cũng xong xuôi, hai đứa nhào nạn thành nhiều viên khác nhau, mọi thứ cũng phải tầm hơn một tiếng, mới bắt đầu làm việc lúc này ngoài sân nghe thấy tiếng xe chạy vào một lúc sau thì Đoàn và Hoàng đi vào bên trong chưa gì gian phòng bếp vang lên tiếng đùa giỡn của tôi và Hoàng Du lúc Ba Hoàng đi ngang thì thấy tôi và cậu ấy có xoay đầu lại chào hỏi ba về rồi à ba lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm à tôi nhìn sang Đoàn nhưng sau lần này trông anh có vẻ gì đó không vui đây là lần đầu tôi thấy anh tỏ thái độ buồn bã như vậy không nói gì anh chỉ chào ông chủ sau đó một mạch đi lên trên. Tôi chỉ đứng dưới đây nhìn theo bóng lưng ấy, đến khi nghe thấy Hoàng Du gọi tôi. Này, Cảnh Phi, làm tiếp thôi. Bà Hoàng cũng lên phòng, dưới bếp bây giờ chỉ còn tôi và Du. Phòng khách có Vũ Hồng đang xem tin tức, chú định thì đang ở ngoài đồng kiểm tra. Tầm khoảng một tiếng sau, ba cùng đoàn đi xuống gian bếp, lúc này tôi đang còn hâm lại đồ ăn. Kìa, cô chủ, để tôi làm cho. Đoàn chạy lại phía sau tôi Anh cất giọng dịu dàng và tranh làm với tôi Thôi thôi Anh ra kia ngồi đi Ở đây có Hoàng Du phụ tôi được rồi Mà anh muốn ăn thử Bánh tôi làm không? Ngon lắm Đoàn gật đầu anh không nói gì Chỉ hững hờ nhìn tôi Sau đó tôi lấy một cái nĩa Ghi một viên đưa cho anh Anh cầm lấy cái nĩa đưa lên miệng cắn một miếng Lúc này tôi cũng lấy thêm một miếng Chạy qua chỗ ba hoàng Và đút cho ông ăn thử Ừm, ngon đấy. Con gái của ba làm bánh ngon như vậy sao? Có thật không ạ? Thế thì chờ con một tí, con đang hâm đồ ăn lại cho ba và mọi người cùng ăn. Một lúc sau tôi bày biện đồ ăn đầy đủ ra bàn, cả bốn người ngồi quay quần vào bàn, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Nhưng hầu như chỉ có tôi và Hoàng Du nói chuyện, còn ba và Đoàn chỉ toàn về công việc ở công ty. Đôi khi có vài câu tôi nghe không hiểu lắm, nhưng lại rất ngụ ý về cái gì đó. Mỗi lần như vậy đoàn đều nhìn sang tôi Tôi lại ngu ngơ Cứ nhìn sang chỗ khác Hôm sau là ngày Hoàng Du quay về nhà của cậu ấy Thời gian trôi qua trong căn nhà này Tôi lại càng chán nản với việc ở nhà Nên tôi quyết định đi theo Hà Đi xem mắt Chủ yếu là xem người nó muốn quen Là người như thế nào Tôi ngồi trong quán cà phê đối diện với cái bàn trước mặt con Hà Và anh chàng kia Họ xem quá trình nói chuyện của hai người họ Mới biết tên này Cũng chả phải là dạng gì Hắn vừa hỏi Hà toàn những câu mà tôi nghĩ rằng chỉ có ở trong phim. Tôi cần một cô gái độc lập về tài chính, biết nói tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn. Vì gia đình tôi có ông nội là người Mỹ, bà nội là người Hàn, còn mẹ tôi là người Trung. Nói tới đây trong đầu tôi xuất hiện một dòng suy nghĩ. Thảo nào nhìn cái nét ông này, đẹp trai dã man. Còn Hà đang cảm thấy khó chịu với anh chàng trước mặt. Chồng nó cảm thấy không thích về anh ta. Chưa kịp lên tiếng, lại tiếp tục nghe anh ta nói và tuyệt nhiên là không được ăn bám tôi và gia đình của tôi con hà lúc này bùng dậy cơn thịnh nộ nó bắn tiếng anh nói chuyện với tên này rồi nhảy qua tiếng nhật sau đó trèo đến tiếng thái lúc đó chỉ riêng tôi là còn đứng hình trước tình thế nhưng trong đầu tôi tự nhủ không biết con này nó nói đúng tiếng anh không hay là nói nói đùa mà anh chàng kiêng ngớ người mặt mày có chút khó coi nhưng khi chờ con hà nói xong anh ta đứng dậy bỏ đi không thèm nói thêm một câu nào nữa. Đợi hắn đi ra khỏi quán, tôi lật đật nhảy qua bàn nói chuyện với con Hà. Bà nói cái gì? Mà nó bỏ đi đấy. Thằng cha đấy nói chuyện khó nghe quá. Nhìn hình ấy, cũng đẹp trai thật. Mà đúng là vỡ mộng. Tôi chỉ nói thế này. Ông giỏi tiếng Nhật và tiếng Thái chưa mà muốn tôi về đi học mấy thứ tiếng đấy. Đã muốn bước chân vào gia đình họ phương này mà còn làm giá. Thế dòng họ nhà ông giàu được mấy đời? mà bài đặt ra vẻ với tiểu thư nhà tôi. Tài chính tôi không lo nhưng về phần phục vụ nhà ông ấy thì đi tìm mấy con ô xin về dạy cho nó biết tiếng này tiếng kia mà sai bảo. Cái thứ đàn ông bùn xìn keo kiệt thối nát. Chỉ có vậy thôi mà tôi chửi còn ít. Có đúng không bà? Đúng là còn ít thật. Nhưng như vậy đủ để tiên kia không dám gặp bà nữa rồi. Từ đằng xa một bóng dáng đôi mũ bịt khẩu trang đi lại phía chúng tôi. Tên ấy vừa đi lại sau đó từ từ gỡ khẩu trang ra Làm cho tôi và Hà một phen hốt vía Hay vì cứ đi xem mắt lung tung Thì bà nhìn thử lại xem Kế bên mình Có ai đàng hoàng được như tôi Ơ ừ, khôi Lúc này tôi không đùa nữa Tôi muốn thật lòng Nói chuyện Tôi nhìn thấy hành động của Khôi Thì đành đứng sang một bên Để nhường lại vị trí cho cậu ấy Khôi lúc này lấy hết dũng khí quỳ xuống Cậu lấy trong túi ra một cái hộp Sau đó từ từ mở nắp hộp ra Bên trong là một sợi dây chuyền bạch kim, có mặt là một viên hột xoàng khá lớn. Tôi đứng đó nhìn, mà phải hồi hộp zoom cho hai người họ, sợi dây chuyền và cả hành động ấy, như một lời tỏ tình với Hà. Không biết em thích gì, nhưng tôi chọn rất kỹ sợi dây chuyền này. Nhưng tôi bỏ tiền ra mua, chứ không phải là lấy đồ của mẹ. Mấy hôm nữa tôi vào công ty làm việc, lúc đó tôi thử mình để dành tiền, mua nhiều đồ hơn cho em. Em chấp nhận lời tỏ tình của tôi nhé? Tôi yêu em từ rất lâu rồi Và tôi không muốn chúng ta cãi vã Nếu bây giờ tôi không nói Thì tôi sợ rằng tôi sẽ mất em vào tay của người khác Nghe được những lời này tôi phải ngượng cười thay cho con Hà Trong lòng tự trách Cái thằng này biết rõ là con Hà không phải tiếp người ngọt ngào Mà tại sao bây giờ lại chơi lớn như vậy Con Hà mặt đỏ bừng bừng Vừa mắc cỡ vừa ngại ngùng với mọi người xung quanh Nó nắm tay kéo Minh Khôi đứng dậy Ngượng ngùng có cái gì ngồi lên ghế rồi nói chuyện Tại sao lại quỳ gối thế này Mọi người đang nhìn cái kìa Tôi không quan tâm đâu Lần này tôi mật dày ở đây Đến khi nào em đồng ý thì thôi Mình Khôi nghiêm giọng nói lớn Làm mọi người xung quanh phải tò mò nhìn hai người họ Chồng ai cũng cười cười Nói to nhỏ với nhau Rồi có những tiếng xì xào Tôi thấy cậu ấy chân thành vậy Cô đồng ý đi Trông hai người đẹp đôi đấy Mau mau đồng ý Để người ta quỳ gối như vậy Chắc là đau chân lắm rồi Mặt con Hà đỏ bừng Nhưng miệng cố gắng nói ra một điều Để xem xét tình hình trước mặt Thế cậu thích tôi từ khi nào? Từ năm cấp 1 đến giờ Do em không để ý tôi thôi à, Ai bảo là tôi không để ý cậu? Vừa nói dứt cầu Thì mọi người xung quanh ồ lên một tiếng Cả Minh Khôi khi nghe được câu đó Từ người con gái trước mặt Cậu cũng ngây người ngại ngùng nói với cô Thật sao? Nếu để ý nhau lâu như vậy rồi Tại sao chúng ta không cho nhau cơ hội để tìm hiểu đối phương chứ? Thế tại sao anh không nói sớm? Thì bây giờ vẫn chưa muộn mà. Mình khôi lúc này, buông con hà ra rồi nhanh chóng đeo sợi dây chuyền vào cho nó. Và rồi chúng nó cho tôi xem phim tình cảm. Hai đứa ôm nhau, dắt tay nhau ra ngoài. Còn tôi lại một mình, thấy như vô hình trong cặp mắt của đôi đó. Nhưng dù gì tất cả, thì bọn nó cũng có được ngày hôm nay. Hai đứa suốt ngày cãi nhau, vậy mà lại yêu nhau. Còn tôi, tôi phải tiếp tục đóng kịch yêu đương trước mặt đoàn và anh chưa một lần thể hiện thứ gì để tôi thấy rằng anh có tình cảm với tôi. Nghĩ lại thì hồi nhỏ tôi quát mắng anh. Anh chỉ cười và đến khi trải qua nhiều chuyện tôi trưởng thành hơn thì anh trưởng thành gấp nhiều lần tôi. Một lời cai vã với tôi không có. Anh cứ như làm mọi thứ chỉ vì trách nhiệm với tôi. Tôi đi bộ một đoạn khá dài trên đường rồi chờ tôi dừng lại khi thấy Hoàng Du từ xa. Cậu ấy đi sau một người đàn ông và một người phụ nữ bên cạnh, còn có hai đứa trẻ, chắc cũng tầm khoảng 15-16 tuổi. Họ đang đi vào một nhà hàng lớn, nhưng tôi cứ mãi nhìn theo bóng người phụ nữ kia, trông rất đẹp. Không lẽ đó là mẹ kế của Hoàng Du sao? Nhìn theo một hồi đến khi họ đi khuất vào trong nhà hàng, tôi cũng kể và cứ tiếp tục đi về phía trước. Lúc tôi sắp đi ngang qua nhà hàng ấy, thì người phụ nữ kia hấp tấp chạy ra và đụng vào người của tôi. Tôi xem tí nữa là ngã và rất may mắn là mình tự giữ được thăng bằng. Người đàn bà ấy đang tìm kiếm cái gì đó trên xe và tầm hơn một phút sau bà ta bước xuống. Bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu, giọng điệu chanh chua vô cùng. Không nhìn đường à? Đúng là bẩn hết cả bộ đồ hiệu. Ta đang mặc trên người rồi. Tôi lúc này đang còn đứng đó để chờ nghe một câu xin lỗi nhưng lại không hiểu. Câu vừa rồi bà ta nói là ý gì? có phải bà chê tôi dơ bẩn hay không tôi chưa kịp định hình lại thì bà ta tiếp tục nói nặng thêm vài câu này trừng trừng mắt nhìn tao cái gì đúng là sao chổi nghe bà ấy nói như vậy tôi đứng thẳng người lên và đáp trả người không có mắt là bà đấy bà từ đâu chạy ra đây bà đụng chúng vào người tôi bây giờ bà lên giọng dậy tôi chồng cũng rõ xinh đẹp và sang trọng tại sao nói ra câu nào là thối câu đấy hình như tôi đã chọc tức máu điên của bà ta bà ta trừng mắt nhìn tôi sau đó nhìn ngó xung quanh thấy không có thứ gì bà ta để mắt tới bà ta đi lại sáng cho tôi một bạt tay tôi đứng người choáng váng tự nhiên khi không vô cớ lại bị ăn bạt tay rồi còn bị chửi là sao trổi cơn thịnh nộ của tôi mới dâng trào tôi nhảy dựng lên túm lấy tóc của bà ta kéo mạnh xuống bởi vì tôi còn nề nang bà ta là người lớn nên tôi không ra tay tát cho bà ta mấy cái bạt tay tôi chỉ nắm tóc rồi vật mạnh bà ta xuống nền đất tất nhiên tôi vẫn chưa hà giá nhưng lúc này một ông nào đó mặc áo đen từ đằng xa chạy nhanh bóp mạnh vào cổ tay của tôi sau đó đẩy tôi ra xa đúng là sức đàn ông lúc nào cũng hơn phụ nữ tôi bị ngã lăn ra đất chưa kịp định hình lại thì từ trong nhà hàng một đám người của hoàng du chạy ra ai cũng đông quanh và chỉ có mỗi hoàng du nhìn thấy tôi ngồi dưới đất trong sắc mặt cậu ấy méo sạch Cậu khó xử nhưng rồi lại chạy về phía của tôi Cảnh Phi Làm gì ở đây thế Sao mặt mũi đỏ bừng thế này Tôi chỉ tay vào người đàn bà đang già vờ khóc lóc Trông thật đáng thương Tôi bị bà ta đánh Vô duyên vô cớ Lại đánh tôi Bây giờ còn giờ trò khóc lóc Tôi vừa dứt câu Thì cũng tự mình đứng dậy Tính lao thẳng về phía của họ Nhưng Hoàng Du cản tôi lại Chờ đã, chuyện này là như thế nào? Nói cho tôi nghe. Tôi đang tính kể lại ngọn ngành mọi chuyện thì bị một người đàn ông cao lớn đứng chắn trước mặt. Vẻ mặt ông ta hầm hầm trông rất đáng sợ. Cả Hoàng Du đang đứng bên cạnh phải e rẻ nói đỡ cho tôi. Chắc có gì đó hiểu nhầm bà. Đây là bạn của con. Hoàng Du vừa gọi ông ta một tiếng ba. Vậy không lẽ người đàn bà kia thực sự là gì ghẻ? Tôi thầm nghĩ Mày đúng là cái thứ rác rưởi, mày dám đụng vào chân tay của vợ tao. Ông nên xem lại vợ của mình, rõ ràng bà ta tát tôi trước, dấu tay đang còn in rõ trên mặt của tôi đây này. Ông ta dường như không quan tâm đến điều mà tôi vừa nói, chỉ khăng khăng nói rằng tôi đã nói sai, rồi còn bắt tôi đem lên đồn cảnh sát. Thật xấu hổ cho ông ta, ông ta lại chẳng biết tôi là ai à? Còn Hoàng Du thì thật đứng trước người cha này, tôi thấy cậu ta rụt rè không mạnh mẽ bảo vệ tôi. Và cuối cùng là tôi bị đem lên đồn, đi theo còn có cả tá người của nhà họ. Tôi ngồi chờ đợi đến khi nào ba tôi tới, tôi mới tính nói chuyện giảng hòa, nhưng người đàn bà phù thủy kia lại không muốn, cứ khăng khăng là muốn bắt nhốt tôi, lại còn dùng tiền và danh tiếng ra để uy hiếp cấp trên. Tôi không biết đâu nhá, phải bắt được con ả hung hăng này, chứ có ngày tôi lại bị nó hành hung bây giờ. Hoàng Du nghe mấy lời này Anh không im lặng nữa Mà lớn giọng nói gì có thôi đi không Bạn tôi làm gì quá mức đâu Mà lại bắt nhốt cô ấy Nếu bà không mau dừng chuyện này lại Thì tí nữa đừng bảo sao Con không nói trước với bà Ông võ lần này đứng dậy Chỉ thẳng vào mặt con trai mình và quát lớn Tao để cho mày đi du học Cho mày kiến thức đầy đủ Để mày về đây Mày đi bênh người ngoài sao con Ai đúng thì con bênh thôi tí nữa người nhà bạn con đến lúc đó không biết ba còn dám bênh người đàn bà này hay không <laughs> gia đình nó là cái thá gì mà mày ăn nói ngông cuồng như vậy hả vừa mới dứt câu nói đó thì ông ta phải khựng lại ngay khi nghe có một giọng nói nghiêm nghị của một người đàn ông bước vào ông võ chào ông đúng là chất giọng vừa uy nghiêm vừa lạnh lùng của ba hoàng làm biết bao con dân khi nghe đến đều phải khép nép Đi theo sau đó còn có Vũ Hồng Tôi mừng ra mặt khi không có sự xuất hiện của đoàn Nếu như anh ấy thấy bộ dạng đánh lộn này của tôi Thì chắc chắn chỉ có nước đào cái lỗ mà chui xuống Nhưng tại sao sắc mặt ba Hoàng Lại có chút hơi đanh lại Khi nhìn thấy bà phù thủy kia Bà ta cũng nhìn lại ba tôi rất lâu Tôi cảm nhận được rằng có điều gì đó Không lành ở đây Nhưng trong hoàn cảnh bây giờ Tôi không biết phải làm như thế nào Ông Hoàng cất giọng nghiêm nghị đây là con gái của tôi Nãy tôi nghe Ông muốn đưa con bé vào tù sao Ông võ nhìn thấy ba tôi Thì cũng biết được ông ấy là ai Và tôi là gì của ông ấy Một con hồ khi gặp một con sư tử Thì phải cúi đầu chào thôi Ông Hoàng à, tôi Tôi không biết đây là con gái của ông Bà tôi chỉ đi lại Đứng đối diện với bà phù thủy kia Ánh mắt sắc bén nhìn vào bà ta Tôi để ý Bà ấy bắt đầu e rẻ hơn khi nãy một là giảng hòa Hai là cứ kiện đi Để tôi xem cổ phần tháng này của ông Tôi có nên nuốt chọn nó không đây Ông võ lúc này mồ hôi tứa ra trên chán Nhưng rồi vẫn gật đầu xin lỗi tôi và ba Hoàng Hoàng Du cũng thay mặt gia đình xin lỗi ba tôi Còn người đàn bà kia từ lúc ba tôi bước vào đến giờ Bà ta không nói một câu Tuyệt nhiên là không lắm liếc nhìn tôi lên một cái Đến lúc ra về vừa đi ngang qua tôi Thì tôi bị xìa sói cho thêm một câu lớn rồi sống cho tử tế ra đường người khác còn nể hoàng du chờ gia đình cậu ấy đi hẳn mới đi lại chỗ ba tôi và cúi đầu xin lỗi thêm một lần nữa cậu và con gái của tôi không thể đâu hai đứa mau kết thúc đi còn con làm gì thì làm đóng kịch trước mặt ta ta đã không thích rồi giờ này còn gây chuyện coi như lần này con mau nghe lời ta chấp nhận những gì mà ta sắp xếp cho con đi còn cậu Tôi không bao giờ chấp nhận Ba tôi nói xong thì bỏ đi Tôi gấp rút chạy theo sau lưng ông Và hỏi đủ thứ chuyện Tại sao ba biết con đóng kịch à Hừ, Mấy cái trò trẻ con đấy Làm sao qua mắt được ông già này Sớm muộn gì ta cũng gả con cho thằng đoàn Nên con không cần phải yêu đương Tôi ngây người nghĩ đến cảnh tượng đám cưới của mình Không biết nên khóc hay nên cười Tôi đành theo ba tôi về nhà Tin nhắn điện thoại của tôi vang lên thường xuyên trong hôm nay Nào là của Hoàng Du xin lỗi về chuyện lúc sáng Nào là của con Hà Quên bạn bỏ bạn Vì tình nào thằng Khôi cảm ơn tôi Vì cho tôi biết địa chỉ quán Ôi thôi vừa làm bà mai xong Tôi gặp ngay nguy hiểm Chỉ trong lòng của tôi tức giận Vì câu nói của bà ta Bà ta gọi tôi là gì Là sao trổi ư 9 giờ tối Nhưng đoàn chưa về Vũ Hồng để tôi cứ ngó nghiêng ra cổng Để nghe ngóng xem có xe anh về hay không. Vừa mới dứt lời tôi nghe có tiếng xe chạy vào, biết là anh đã về, nhưng tôi vẫn cố giả vờ như đang xem tivi, vừa bấm điện thoại vừa ngước đầu lên nhìn anh. Vừa nhìn thấy tôi anh ta nở một nụ cười, sau đó dịu giọng hỏi. "Tôi biết hết chuyện rồi, cô chủ không sao chứ? Bị ăn một cái tát thôi, mọi chuyện cũng giảng hòa rồi." Nghe tôi nói đến như vậy, hai chân mày của anh nhíu chặt. Thấy anh im im nhìn tôi Tôi hơi gượng cười Chỉ biết cười và nói tiếp Tôi đánh lại bà ấy rồi Cũng hơi xô sát một chút Nhưng mà không sao Trong đầu của tôi tự nghĩ Tại sao mình phải đi giải thích với anh ta làm gì Tôi không nghĩ gì Tôi biết sức cô Cô hay đánh một người khác như vậy Mà ăn gì không tôi nấu cho cô ăn Coi như bù đắp lại cái tát đó Vũ Hồng lúc này Lên lời khuyên ngăn con về trễ thế này mệt lắm rồi Thôi nấu nướng cái gì Con cứ lên lầu tắm rửa đi Xuống đây Vũ hâm lại đồ ăn cho con Và cảnh phi cùng ăn Đoàn cười sau đó cười bỏ lớp áo vét bên ngoài Đưa cho Vũ Sau đó sắn tay áo sơ mi trắng lên Hình ảnh anh trong mắt tôi bây giờ Trông quyến rũ vô cùng Tôi nuốt nước bọt sau đó chạy theo sau lưng anh Xem anh làm gì Anh có mệt không Hay là chúng ta ăn đồ ăn của Vũ Hồng đi Không cần nấu nướng làm gì đâu Phải chuộc lỗi với em vì bận việc tôi không thể có mặt để xử lý Cô ra bàn ngồi đi Tôi làm nuôi chiên Món thần thánh của tôi cho cô ăn nhé Tôi chưa ăn mà trong đầu nghĩ tới Đã thèm chảy nước dãi Tôi cất giọng phấn khích Anh biết làm á à? Thế để tôi làm nước cho anh uống nhé Anh thích uống cái gì Uống nước cam đi Vâng Cả hai quay quần bên nhau trong căn bếp Thực sự mà nói lần này tôi lại thấy có chút gì đó Vừa sao xuyến lại vừa khó tả không giống như bên cạnh Hoàng Du Ở bên đoàn lúc này Lại có một cảm giác rất lạ Vừa thích lại vừa yêu Đến khi cả hai cùng chạm tay nhau Vào một món đồ Ánh mắt của tôi nhìn anh Anh cũng nhìn tôi Tôi thấy được vẻ lúng túng của anh Còn tôi thì trái tim như muốn nhảy ra bên ngoài Không biết nên làm gì tiếp theo Thì anh hỏi tôi Cô chủ và cậu Hoàng Du Qua nhau lâu chưa Cũng tầm 2 tháng nay Cậu Du có tốt với cô không Tốt chứ Tôi pha xong nước rồi Ra bàn ngồi chờ anh nhé Anh mỉm cười gật đầu thay cho lời muốn nói Tôi ra bàn ngồi xuống Đối diện nhìn về bóng lưng của anh Trông anh cao lớn vai rộng Không biết anh có thời gian để tập gym không Mà tôi thấy anh vạm vỡ quá Nghĩ trong đầu là vậy Chứ tôi chẳng dám nói ra Tự cười thầm trong bụng Đầu óc của tôi dạo này rất là lạ Ông Hoàng đứng trên cầu thang nhìn xuống phía gian bếp Trông thấy chúng tôi đang ở cạnh nhau Ông cũng không phiền mà đi xuống nữa Ông lại quay lên phòng Trong tâm trí của ông bây giờ Là hình ảnh về người đàn bà kia Vừa bước vào phòng Ông đi lại góc bàn Mở hộp tủ bên dưới Lấy ra một tấm hình Trong đó là một thanh niên điển trai Đứng cạnh một cô gái xinh đẹp Trên gương mặt họ là nụ cười tươi giói Của sự hạnh phúc Ngắm nhìn bức ảnh thật lâu Khóe mắt của ông bắt đầu có chút cay cay Ông tự nói với bản thân mình Hóa ra em là vợ của tên đó. Tôi chỉ tiếc là mình biết quá muộn. Lúc tôi cơ cực chỉ vì một vài đồng tiền mà em bán thân cho người khác. Giờ tôi được như thế này. Em có biết không? Tôi chỉ muốn em mãi mãi biến mất và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cảnh phi. Nhưng nào ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện này. Thực là nực cười. Suốt bao nhiêu năm, bây giờ em lại xuất hiện trong hoàn cảnh rối ren này sao? Ở dưới căn bếp, tôi và anh đang ngồi thưởng thức món đuôi chiên trông vô cùng là ngon nhưng tôi ăn ngon lành hay là do anh làm hơi ít tôi ăn nhanh quá nhỉ anh để ý thấy tôi ăn gần hết thì lại múc thêm phần của mình đưa qua dĩa cho tôi tôi thấy anh nhìn mình chăm chú gương mặt trở nên ngại ngùng này anh ăn xong rồi thì lên phòng đi chứ anh tính ngồi đây ăn hết của tôi à tôi còn chưa uống xong mà thưa cô chủ có nhiêu đấy thôi Uống một hơi là xong Bây giờ trời cũng khuya rồi Anh đi tắm đi Nếu tắm trễ là anh ốm bây giờ Chờ cô ăn xong tôi rửa chén luôn một thể Có được không Thôi được rồi để tôi rửa cho Anh nấu cho tôi ăn rồi mà Giờ tôi cũng lớn rồi không còn là trẻ con nữa Việc gì cũng đến tay người khác thế này Tôi tự làm được Vậy thì chúng ta cùng nhau làm đi Nãy giờ chúng ta cũng bày biện nhiều Cô chủ, cô phụ tôi Tôi phụ giúp cô, Tôi cảm thấy việc nói nhiều không có tác dụng gì, nên đành gật đầu đồng ý. Thật chất là tôi rất thích việc làm chung với anh, nhưng cứ phải ra vẻ này kia khiến tôi cũng cảm thấy mệt mỏi lắm. Tình cảm của chúng tôi dành cho nhau là gì chứ? Hay chỉ đơn giản là ở mức chủ tớ? Trước giờ là do anh luôn nghĩ vậy, chứ riêng tôi thì lại khác. Tôi cũng mong anh một ngày nào đó sống cho bản thân và hãy tìm một nửa xứng đáng hợp với mình. Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng được như vậy, đến cuối cùng thứ chúng tôi còn lại là những ký ức đẹp đẽ nhất của bây giờ. Đã ba tuần kể từ khi tôi đụng mặt mẹ kế của Hoàng Du, cậu ấy vẫn hay hỏi thăm tôi. Tất nhiên tôi vẫn chọn cách trả lời, chứ không bỏ bê bạn bè. Dạo này cứ cách một hai ngày là có người nào đó giao hàng tới mà người nhận ghi rõ là tên tôi. Và tuyệt nhiên tôi không biết ai gửi. Trong những món đồ tôi được nhận, lúc đầu chỉ toàn là váy. Về sau nội y của phụ nữ đến khi tôi nhận được một đơn hàng trong ngày hôm nay, vì khá tò mò tôi ngồi dưới phòng khách mở ra xem. Lúc vừa nhìn thấy phong bì thì lồng ngực tôi có chút bất an, đến khi nhìn thấy những tấm ảnh lỏa thể của tôi đang nằm lăn lóc trên chiếc giường là căn phòng địa ngục đó, tôi mới thất kinh hồn vía, nắm chặt lấy bóp tay tấm ảnh đó bị vò nát trong tay của tôi. Tôi đứng dậy, tôi muốn rời khỏi phòng khách nhưng càng bước một bước thì bước chân của tôi lại càng cảm thấy nặng nề. Tôi chỉ muốn đồ sụp, ngã nhào xuống cầu thang. Vũ Hồng chạy từ trong bếp, thấy tôi nằm sóng xoài dưới nền gạch. Bà chạy ra từ ngoài, hô hoán tất cả mọi người bế tôi ra xe. Lúc này tôi chỉ còn thấy một màu đen tối. Đến khi có ai đó cố gắng, giựt những tấm ảnh ở trên tay tôi ra, thì tôi mới vùng vẫy đưa mắt nhìn người trước mặt. Hóa ra là Vũ Hồng, thấy sắc mặt của Vũ có chút khó coi không sao hết mọi người đưa con đi bệnh viện đi hình ảnh này cứ đưa đây cho vú tôi thở phào nhẹ nhõm sau đó thì ngất lịm lúc bất tỉnh tôi nghe được một giọng nói kế bên rất ồn ào có cả giọng của con hà họ đang nói gì chứ tôi tò mò mở mắt ra nhìn sang bên phải là một bà lão tôi cất giọng yếu ớt gọi hà hà ơi hà con hà quay đầu lại nhìn tôi Tỉnh rồi đây à, thấy trong người thế nào? Ừ, mà tôi nghe thấy. Bà đang nói chuyện với ai cơ mà? Chưa kịp nói dứt câu thì giọng một bà lão vang lên, tôi nghe xong còn nổi da gà. Con đang gặp chuyện, con cảm thấy bất an sao? Điều gì đó khiến cho con không muốn mở lòng. Sắp sửa thôi con phải kết hôn, nhưng ta thấy lễ cưới lần này là một màu đỏ thẫm và con phải đối diện với một sự mất mát. Ta chỉ muốn dặn dò con như thế này. Dù xảy ra chuyện gì con phải thật bình tĩnh mà giải quyết Chúng ta có duyên gặp gỡ Nhưng bền lâu hay không Cũng chưa chắc do bản thân ta Không biết quý trọng Người ở lại Hãy trân quý cuộc sống của bản thân Bà ta nói xong rồi Quay sang nhìn vào Hà Ánh mắt có chút thương xót cho nó Bà ấy nắm nhẹ lấy bàn tay của nó Giọng nói có phần nặng trĩu Hãy làm những gì con thích trong cuộc đời Hãy né tránh những chiếc xe Hãy đối xử thật tốt với những người bên cạnh khi còn có thể. Con là một cô bé tốt. Hai đứa tôi nhìn nhau. Bà cụ ấy không nói gì thêm mà tự ngã người nằm xuống nhắm mắt lại. Lúc này, con Hà mới xích lại gần tôi, nói nhỏ vào tay tôi. Này, nghe rồi có hiểu cái gì không? Tôi lắc đầu, quả thật những lời bà ta nói tôi không hiểu. Sau đó, tôi lại chuyển chủ đề khác. Có chuyện gì những tấm ảnh kia. Những tấm ảnh đấy, tôi biết hết cả rồi. Thật đáng thương cho bạn tôi, chỉ mong tin khốn nạn đó sớm bị trời trừng phạt. Còn bà ấy? Bà thấy thế nào? Tôi mệt lắm. Bà muốn về nhà không? Bây giờ mới có 4 giờ chiều thôi, về nhà nghỉ cho khỏe nhé. Còn ai biết về những bức ảnh không? Nghe giọng nói mệt mỏi của tôi, con Hà chỉ im lặng. Nói im lặng thì tôi đây cũng đủ hiểu. Ngồi dựa vào thành giường, tôi ngước mắt lên trần nhà. Trong đôi mắt của tôi chứa đầy những uất ức về thể xác lẫn tinh thần. Tôi thật sự không biết đến khi nào mình mới có thể quên đi mà sống thật hạnh phúc với hiện tại. Những tấm hình ấy cứ len lỏi trong đầu tôi, làm sao tôi có thể đối diện với tất cả. Cuối cùng tôi quyết định về nhà, dù rất không muốn, nhưng tôi còn đi đâu được chứ. Lết thần xác không hồn đi ngang qua tất cả, may là ba và đoàn đều rất bận nên họ không thể về nhà. Vào phòng là khoảng không gian mà tôi cảm thấy an lòng nhất. Tôi đã từng nghĩ quẩn nhưng rồi tôi không đủ can đảm để làm. Ngồi trong phòng rất lâu, tôi không dám nhìn lên đồng hồ, rồi lại chùm mền kín chân. Chẳng dám nằm xuống, chẳng dám ngủ, nước mắt không thể nào rơi được. Có lẽ tôi đã khóc về chuyện này quá nhiều. Cô chủ, tôi vào được không? tôi im lặng khoảng chừng vài giây sau lại nghe thấy giọng nói đó cô trả lời tôi đi chứ cô đừng làm chuyện gì dại dột cô mở cửa ra đi mà đến lúc này thì tôi phải đành đi ra mở cửa ra rồi lại quát vào mặt của anh anh đang làm cái trò gì thế anh để cho tôi yên đoàn không nói gì anh tiến vào bên trong đóng chặt cửa phòng rồi ôm chầm lấy cô vào lòng mọi người cũng không tiến lên xem nữa mà dần dần đi xuống phía dưới lúc này trên căn phòng chỉ nghe được tiếng quát mắng của cảnh phi còn đoàn thì vẫn ôm chặt lấy cô anh buông tôi ra mau đi anh làm cái trò gì thế anh đang thương hại tôi à anh biết rồi đấy vậy thì mau từ chối ba tôi về hôn sự này đi tôi quá mệt mỏi rồi kìa cô bình tĩnh cô chủ à bình tĩnh lại lời nói vừa dứt tôi lại khóc đã lâu rồi tôi không khóc trước mặt anh giọng ước nghẹn như một đứa trẻ bị ăn đòn lúc này anh mới chịu buông tôi ra rồi nhìn thẳng vào tôi xin lỗi cô chủ xảy ra chuyện như vậy lỗi của tôi là rất lớn nếu không phải tôi không đủ trưởng thành không đủ trách nhiệm thì làm sao xảy ra những chuyện đau lòng như thế này cô cứ trách mắng tôi đi cứ đổ hết mọi chuyện lên tôi đi đừng tự dày vào bản thân mình như thế tôi đau lòng lắm thật là nực cười anh là người dưng mà đau lòng cho tôi sao tôi không cần sự thương hại Tôi đã cố gắng rồi, nhưng ngay lúc này khi nhìn vào gương mặt của anh, tôi vẫn thấy rất giống với hắn ta. Tại sao? Tại sao lại là tôi? Nhiều năm như vậy rồi, tôi muốn chôn chân, giấu hết tất cả mọi thứ rồi. Tại sao còn cố gắng moi móc nó ra chứ? Anh nghe xong chợt khựng lại vì câu nói của Cảnh Phi, anh trả lời giọng nói có chút ngập ngừng. Cô nói sao? Giả thế không phải vì tôi xấu xí? mà bởi vì mặt tôi giống với tên đó sao tôi đã gặp ông ta rồi và trước khi mọi chuyện xảy ra như bây giờ tôi đã biết trước chuyện ông ấy làm gì với cô anh biết trước ư ừ. thật tôi sẽ không để ông ta bị luật pháp trừng trị mà chính tôi chính tôi sẽ trừng trị ông ta tôi sẽ đẩy ông ta từ trên cao xuống địa ngục như cái cách ông ấy làm với cô chủ hiện tại công ty ông ấy đang khá bấp bênh và sẽ còn nhiều chuyện liên tiếp xảy ra những gì cô phải chịu đựng, tôi sẽ thay cô lấy lại hết tất cả. Cô tin tôi chứ?" Cảnh Phi cúi gằm mặt xuống và nói: "Hãy làm cho tôi thấy đi, và rồi tôi sẽ tin anh." Đoàn gật đầu quay về phía cánh cửa, tay cầm nắm cửa, nhưng vẫn để lại một câu nói cho Cảnh Phi. "Nếu vì lý do này mà tôi phải hủy hôn hôn sự của ông chủ đã đề cập đến, thì câu trả lời của tôi là không. Tôi có thể chấp nhận nếu như cô không muốn Còn bất kỳ lý do khác Thì không bao giờ tôi chấp nhận Lúc đoàn bước ra ngoài Thì đụng mặt ông Hoàng Ánh mắt sâu thẳm của ông Đang nhìn vào anh Còn vào phòng của ta Ta có chuyện này muốn nói với con Đoàn gật đầu Sau đó đi theo ông vào trong phòng Một lúc sau đi vào trong Ông đưa ra một tấm ảnh Đó là tấm ảnh ông chụp cùng với một người đàn bà Đoàn nhìn ra cũng đoán được Người trong ảnh là ai đây có phải là mẹ của cô chủ người phụ nữ nó bây giờ đang là vợ của ông võ ta cũng cho người điều tra rồi bà ta bây giờ có hai đứa con riêng với ông ấy và là mẹ kế của hoàng du trái đất thật tròn sao biết bao nhiêu năm lại để hai mẹ con nó gặp nhau và rồi lại cấu xé nhau như vậy con bé sống nó quá khổ rồi đụng hết chuyện này đến chuyện kia ta chỉ có thể giao nó lại cho con ta biết con lúc nào cũng từ chối nhưng lần này thật sự chỉ có con Mới là tia sáng Dẫn đường cho tương lai của nó Ông vừa dứt câu Thì nghe hai chữ phát ra từ đoàn Đó chính là đồng ý Cảnh Phi có biết chuyện này chưa ạ? À? Nó chưa biết Ta cũng chả muốn nói cho nó biết làm gì Vì đây không hẳn là chuyện tốt Còn về chuyện công ty của ông Thành Con xử lý thế nào? Dạ vâng 20 phút nữa Con có hẹn gặp một người Mà người này cực kỳ có ảnh hưởng Đối với ông Thành. Anh cười nham hiểm, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào người phụ nữ trong hình. Chợt trong đầu một luồng ký ức vội vã chạy ngang qua, làm cho anh nhíu mày. Chuyện này chỉ xảy ra khi anh nhìn vào một thứ gì đó thật quen mắt. Nhưng tuyệt nhiên, là dòng ký ức đó đã bị anh chôn cất vào tận sâu trong đại não của mình. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và có một tình tiết rất bất ngờ khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 4 đúng của quý vị. Đó chính là người mẹ của Hoàng Du lại chính là mẹ của cô gái Cảnh Phi của chúng ta. Người mẹ bỏ rơi cô ấy từ khi cô ấy còn quá bé. Và cái tính cách điều thư bị chiều chuộng nhiều năm qua cũng do là không có mẹ bên cạnh. Nhưng bây giờ Cảnh Phi đã thay đổi rồi. Cô ấy sau thời gian đi du học về thì đã thay đổi và đem lòng yêu cái anh chàng tên là Đoàn kia. Nhưng rồi giữa Đoàn và Cảnh Phi liệu rằng có thể có tình yêu được hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 5 của câu chuyện này. Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Hãy lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.